Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 41. Về các hiểu biết, vì có nhiều phức tạp do yêu cầu hai bên khác nhau, nên cuộc họp thỏa thuận ngày 12 tháng 12, các đại sứ Mỹ, đại sứ Potter, đại sứ Sullivan gặp lại Xuân Thủy và Nguyễn Cơ Thạch để duyệt lại. Lê Đức Thọ nói, nếu ngày mai xong thì ông cũng quay về, mà không xong thì ông cũng quay về. Ngày 12 tháng 12 khi vào họp, Lê Đức Thọ nói, chúng tôi mới nhận được chỉ thị đáp ứng yêu cầu của các ông về khu phi quân sự như sau. Miền Bắc và miền Nam tôn trọng khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. Miền Bắc và miền Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng, lập lại quan hệ bình thường về nhiều mặt. Trong các vấn đề thương lượng, có vấn đề thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Công thức này gần giống với công thức Mỹ đưa ra hôm 7 tháng 12 và hôm 9 tháng 12, chỉ khác có hai chữ. Mỹ viết cho phép đi lại của thường dân thay dân sự. Kissinger hỏi lại ngay, việc đi lại của dân chúng có phải không? Lê Đức Thọ, không. Vấn đề thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời đúng như hôm trước ông đề nghị. Kissinger nói rằng công thức đó Mỹ đã rút đi rồi và châm biếm. Con trâu có đi lại được không? Trâu sắt thì không, trâu thường thì không vấn đề gì, ông Thọ trả lời. Chúng tôi quan sát thấy nhiều con voi, đoàn xe tiếng Anh, qua khu phi quân sự. Kissinger nói, không, các ông nhầm đấy, đó là những con voi thật đấy. Lê Đức Thọ trả lời. Tiếp đó ông Thọ nói luôn đến cách ký kết. Ông đòi hai bên ký, rồi bốn bên cùng ký. Như vậy là thay đổi luôn ý kiến ta mới đưa ra hôm qua, ông nói. Đó là chỉ thị của chính phủ chúng tôi để nói với các ông như vậy. Nếu không giải quyết được thì tôi phải về, rồi sau đó tôi sẽ gửi công hàm cho các ông vì tôi không có quyền giải quyết. Trước khi bình luận, Kissinger châm biếm. Đại sứ Sullivan cho rằng ông cố vấn có nhiều trâu nhất ở Việt Nam. Ông thì có nhiều ngựa nhất ở Mỹ, Lê Đức Thọ nói rồi cười. Cuộc thảo luận tiếp tục. Kissinger nhắc lại, nhiều lần Hoa Kỳ quan tâm đến vấn đề đi lại của thường dân. Nếu ta ghi lại việc đi lại của thường dân hay đi lại dân sự thì Hoa Kỳ đồng ý ngay. Ông Thọ nhắc lại, tôi không có quyền. Thực ra, Lê Đức Thọ ở trong tình trạng rất khó khăn. Về vấn đề khu phi quân sự, trong thỏa thuận tháng 10 giữa ta và Mỹ không có vấn đề khu phi quân sự, chỉ có một câu. Giới tuyến quân sự ở vĩ tuyến 17 là tạm thời, không phải ranh giới về chính trị hay lãnh thổ. Ngày 20 tháng 11, theo yêu cầu của Sài Gòn, phía Mỹ đề nghị thêm. Trong khi chờ đợi thống nhất Việt Nam, khu phi quân sự phải được hai bên tôn trọng. Ý đồ của Mỹ là muốn làm rõ miền Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt. Hôm sau đoàn ta đề nghị, hai miền tôn trọng khu phi quân sự và thỏa thuận về quy chế định ra thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Ngày 23, ta hủy bỏ đoạn về quy chế và thể thức mà chỉ ghi miền Bắc và miền Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. Hà Nội không tán thành công thức này. Trong chỉ thị ngày 1 tháng 12 năm 1972, Hà Nội chỉ thị cho đoàn cần ghi thêm là quy chế sẽ do hai bên thỏa thuận. Hôm sau lại chỉ thị thêm cho đoàn, nếu không nói rõ quy chế sẽ do hai miền thỏa thuận thì Mỹ có thể giải thích là ta tôn trọng khu phi quân sự như quy chế cũ, do đó có thể gây phức tạp quanh vấn đề này. Ngày 4 tháng 12 theo chỉ thị của Hà Nội, Lê Đức Thọ bổ sung thêm hai miền sẽ thỏa thuận về quy chế khu phi quân sự và thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Phía Mỹ không chịu, cho là ta rút đi sự thỏa thuận quan trọng nhất
đạt được hồi tháng 11 làm cho cuộc thảo luận căng thẳng. Ngày 7 tháng 12, Mỹ đề nghị trong các vấn đề thảo luận có vấn đề thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Họ không nói gì đến quy chế khu phi quân sự và đặt vấn đề đi lại giữa hai miền. Ngày 9 tháng 12, ta dựa vào công thức của Mỹ đưa ra công thức miền Nam và miền Bắc sẽ thảo luận về thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời, liền sau câu tôn trọng khu phi quân sự như đã nói ở trên. Báo cáo về Hà Nội, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy viết: nếu ta cứ đòi cả thỏa thuận về quy chế và thể thức thì cứng quá, mà chỉ nên để thể thức qua lại, vì bàn thể thức qua lại là bàn cả quy chế rồi, như vậy vừa đạt yêu cầu vừa mềm dẻo. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy nhận được trả lời của Hà Nội: ta kiên quyết không ghi vấn đề khu phi quân sự theo cách của Mỹ, vì như vậy sẽ đẻ ra nhiều vấn đề phức tạp. Đây là âm mưu rất lớn của Mỹ nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành một nước riêng, tạo điều kiện cho Ngụy trở lại vấn đề rút quân miền Bắc về phía Bắc khu phi quân sự theo các điều khoản Hiệp định Geneva 1954. Hà Nội đã thảo luận kỹ vấn đề này mà họ không giải quyết. Còn ta không nên vì muốn giải quyết mà bỏ vấn đề nguyên tắc này. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy hiểu rằng vấn đề khu phi quân sự là vấn đề nguyên tắc, càng cương quyết đấu tranh. Nhưng nếu thấy trở lại công thức có cả quy chế khu phi quân sự thì Mỹ khó chấp nhận. Hay ông báo cáo về Hà Nội: nếu Mỹ không nhận thì có khả năng đàm phán có thể gián đoạn một thời gian, chiến tranh tiếp tục. Tuy họ không có khả năng kéo dài nhưng sẽ đánh ồ ạt tập trung sau một thời gian lại yêu cầu đàm phán lại. Nếu ta không gặp thì chiến tranh tiếp tục và Mỹ sẽ đổ trách nhiệm cho ta. Nếu ta công bố mà nội dung chỉ còn một vấn đề khu phi quân sự thì ta sẽ khó giải thích. Dư luận còn có thể hiểu lầm rằng ta không muốn tôn trọng khu phi quân sự, ta còn muốn tiếp tục đưa quân. Nếu ta nhận gặp thì lúc đó ta ở thế bị sức ép mà cũng chỉ đặt vấn đề khu phi quân sự như công thức Bộ Chính trị, nhưng cũng có thể không đạt. Mặt khác, ta lại bị thiệt hại thêm ở miền Bắc, do đó ảnh hưởng một phần ở miền Nam. Ta không bị thúc bách, nhưng cần thấy thời cơ. Hiện nay Mỹ đang cần giải quyết, nếu để quá thì sẽ lỡ, và ép họ thì cũng ít tác dụng vì mọi việc đều có giới hạn. Ngày 12 tháng 12, Hà Nội nói rõ quan điểm cho đoàn ở Paris. Không thể theo công thức 23 tháng 11 và đồng ý công thức sau. Miền Nam và miền Bắc sẽ tôn trọng khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời và sẽ sớm bắt đầu thương lượng nhằm lập lại quan hệ bình thường về nhiều mặt. Nếu Mỹ không đồng ý công thức này, ta có thể lấy công thức của Mỹ sửa lại như sau. Miền Nam và miền Bắc Việt Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. Miền Nam và miền Bắc sẽ sớm bắt đầu thương lượng nhằm lập lại quan hệ bình thường về nhiều mặt. Trong các vấn đề thương lượng có vấn đề thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời, nhất định là không ghi đi lại về dân sự của Mỹ. Chiều 12 tháng 12, Lê Đức Thọ đưa ra công thức này cho Kissinger, nhưng Mỹ nhất định không công nhận vì không nói rõ đi lại dân sự. Như vậy là bế tắc chỉ còn khác nhau hai chữ dân sự. Trong phiên họp ngày 12 tháng 12 ấy còn vấn đề ký kết nữa. Sau khi Lê Đức Thọ thay đổi ý kiến về cách ký kết, Kissinger nói Việt Nam đưa thêm vấn đề mới và ông ta phải hỏi ý kiến của Tổng thống và sẽ trao công hàm về phía ta. Tuy vậy, sau khi thảo luận quá găng mà không giải quyết được vấn đề khu phi quân sự, không khí trở lại bình tĩnh hơn và hai bên thỏa thuận được ba văn bản. Hiểu biết về việc Lào và Campuchia, về định nghĩa các bên, về trao trả tù binh. Cuộc thương lượng đã thật sự bế tắc, nhưng hai bên vẫn thỏa thuận. Hôm sau, chuyên viên hai bên rà soát văn bản và 10 giờ 30, Lê Đức Thọ và Kissinger lại gặp nhau ở New Ely để duyệt. Hôm sau, 13 tháng 12, cuộc họp bắt đầu. Kissinger hỏi Lê Đức Thọ, hôm nào về tới Hà Nội?
một câu hỏi xã giao hay hữu ý vì ngày 18 là bắt đầu các cuộc ném bom bằng B-52. Và hai bên đi vào xem xét lại văn bản. Hôm qua khi thảo luận về vấn đề này, Kissinger đã nói rằng về văn bản thì ông Lưu Văn Lợi và ông Nero Ponte là những kẻ phá hoại. Còn về nội dung thì ông Sullivan và ông Nguyễn Cơ Thạch là những kẻ phá hoại. Ông Lưu Văn Lợi là người cầm đầu nghiệp đoàn Buôn Châu. Hôm nay khi vào cuộc họp, Kissinger phàn nàn rằng chuyên viên phía ta đã nêu lên 17 vấn đề. Trong đó nhiều vấn đề Lê Đức Thọ và Kissinger đã thỏa thuận xong rồi. Đúng là Lưu Văn Lợi có bỏ chữ phá hủy trong vấn đề thay thế vũ khí, sửa lại đoạn đầu điều 20A, sửa 3 tháng thành 2 tháng trong vấn đề trao trả tù binh và bỏ đi 9 chỗ có ghi Việt Nam Cộng Hòa vì tên chính phủ cách mạng lâm thời đã bị bỏ đi. Trong nhiệm vụ hội đồng, ta vẫn giữ từ đôn đốc mà phía Mỹ không chịu. Trong các điểm sửa đó có 3 điểm theo chỉ thị của Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh hôm mùng 7 và 12 tháng 12. Cuộc thảo luận về từ ngữ cũng trở nên căng thẳng. Tình hình nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc hồi tháng 10, Mỹ đưa ra 4 chữ khuyến khích, ta không đồng ý. Sau đó họ đưa ra 3 từ thúc đẩy, trông nom, giám sát và chăm lo. Còn ta vẫn dùng chữ đôn đốc. Cuối cùng, phía Mỹ đồng ý bỏ bớt tên Việt Nam Cộng Hòa trong hiệp định, nhưng sẽ qua công hàm để xác nhận. Ta đồng ý điều 8C, tù dân sự miền Nam, vẫn để 3 tháng, nhưng có hiểu biết riêng, còn các vấn đề khác gác lại. Trong khi thảo luận, Kissinger vừa đùa cợt vừa đả kích Lưu Văn Lợi, một nhà luật, nhà báo, trợ lý bộ trưởng, chuyên viên về văn bản của ta. Ông Lưu Văn Lợi muốn được huân chương nên có nhiều ý kiến trong việc dùng từ ngữ. Cần cho ông Lưu Văn Lợi phục viên về sinh quán. Hoa Kỳ không có chuyên viên nào đủ mức tế nhị như ông Lưu Văn Lợi. Phải xây dựng tượng ông Lợi cạnh một cái hồ. Lê Đức Thọ cũng tỏ ra vui vẻ, thêm vào. Chân bức tượng đó phải ghi những đề nghị sửa đổi hiệp định của ông Lợi. Kissinger đổ cho ta kéo dài đàm phán, việc sửa đổi nhiều về từ ngữ càng củng cố thêm ý nghĩ đó của ông ta, nếu không nói ta quá chặt chẽ về câu chữ. Hai bên còn trao đổi về nghị định thư. Mỹ quan tâm đến nghị định thư về Ủy ban Quốc tế và Ủy ban Liên Hợp, nhưng chưa giải quyết được. Kissinger bắt tay Lê Đức Thọ, hai người chúc nhau lên đường bình yên. Khi bắt tay Lưu Văn Lợi, ông ta hỏi, bao giờ tượng ông sẽ được dựng? Lê Đức Thọ hài hước nói chen vào, Mỹ có tiếng là giỏi về khoa học kỹ thuật, nhưng không hiểu có làm nổi bức tượng ông Lợi có hai mắt nháy được không? Cuộc chia tay nếu không là hữu nghị thì ít nhất cũng là bình thường. Sự thật, mây đen từ chân trời xa do Mỹ tạo nên đang đùng đùng kéo về phía máy bay của Lê Đức Thọ đang đi tới. Mùa Noel của Nixon. Như trên đã nói, để đáp lại sự tiết lộ xuyên tạc của Mỹ, ngày 26 tháng 10 năm 1972, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công bố sự thật về các cuộc gặp riêng giữa Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và Kissinger và công bố bản hiệp định mà Hà Nội và Washington đã đạt được ngày 20 tháng 10 năm 1972 và tố cáo Mỹ trì hoãn việc ký kết hiệp định đó, tố cáo Nguyễn Văn Thiệu mưu toan phá hoại việc ký kết đó. Từ ngày đó, các cuộc thương lượng Việt-Mỹ bước sang một thời kỳ mới rất phức tạp. Ngày 24 tháng 10, Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn trước Quốc hội Sài Gòn, công khai lên án và bác bỏ hiệp định 20 tháng 10 năm 1972. Ngày 14 tháng 11, Thiệu đích thân đưa cho tướng Hết, phái viên của Tổng thống Nixon, bức giác thư yêu cầu sửa đổi 69 điều trong hiệp định ngày 20 tháng 10 năm 1972. Bảo lưu các nghị định thư lưu ý phía Mỹ các hiểu biết. Ngày 18 tháng 11, Sài Gòn lại gửi một giác thư mới, nêu các vấn đề sinh tử như vấn đề quân đội miền Bắc,
Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp dân tộc không gồm 3 thành phần, Ủy ban Quốc tế gồm toàn nước trung lập. Thiệu cử đặc phái viên Nguyễn Phú Đức sang gặp Nixon, cử Phạm Đăng Lâm hàng ngày gặp Kissinger để nắm tình hình thương lượng với Lê Đức Thọ, Xuân Thủy. Cử các đại sứ Sài Gòn ở Luân Đôn và Washington phụ tá cho Lâm, vân vân. Hạ viện Sài Gòn thông qua nghị quyết lên án mọi giải pháp liên hiệp với Cộng sản. Tổng trưởng Ngoại giao Sài Gòn ra tuyên bố sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn nhưng không chấp nhận giải pháp đi ngược lại lợi ích của 17,5 triệu nhân dân miền Nam. Từ đây, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trở thành một bên thương lượng tuy là gián tiếp. Thiệu dùng chiến thuật hai mặt, một mặt đòi sửa đổi nhiều điều khoản mà Mỹ đã thỏa thuận với ta, mặt khác đòi chính quyền Nixon tiếp tục đưa vũ khí vào miền Nam Việt Nam, theo kế hoạch tăng cường hơn nữa. Nixon vẫn thuyết phục Thiệu chấp nhận hiệp định, nhưng đồng thời hạn chế những yêu cầu của Thiệu, chẳng hạn không đồng ý mở rộng thành phần nói chuyện riêng, trì hoãn việc tiếp phái viên Nguyễn Phú Lâm. Nixon cố ép Thiệu, nhưng bị Thiệu ép lại mạnh hơn. Cố ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng bị đòn ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tấn công mạnh. Sức ép của chính giới và nhân dân Mỹ trước khi Quốc hội Mỹ họp, sức ép của dư luận quốc tế càng thôi thúc Nixon phải lựa chọn. Hoặc là cắt đứt đàm phán và đương nhiên là ném bom trở lại, hoặc là gạt các yêu cầu của Thiệu. Đợt đàm phán lại từ 20 tháng 11, 4 phiên họp chính thức, 2 phiên họp hẹp đạt được một số thỏa thuận, trong đó một số điểm có ý nghĩa. Tuy vậy, đến 23 tháng 11, nhiều vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết như chương 3, chương 4 về vấn đề rút nhân viên dân sự Mỹ đối với ta, vấn đề giảm quân số 11, phục viên vệ sinh quán, bỏ 3 thành phần Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, 2 miền tôn trọng lãnh thổ của nhau, quân đội các nước Đông Dương ở trong biên giới của mình, vân vân. Đối với Mỹ, đến lúc này, Kissinger thấy các điểm sửa đổi đạt được còn cách rất xa yêu cầu của Thiệu và con bài mặc cả không có, không ép được Việt Nam sửa đổi. Tiếp tục họp nữa chỉ càng bế tắc. Kissinger báo cáo với Nixon 2 khả năng lựa chọn. Một là cắt đứt đàm phán và tăng cường ném bom. Hai là chấp nhận các sửa đổi đã đạt được, cải thiện chút ít về vấn đề chính trị để vớt vát thể diện cho Sài Gòn. Lúc đầu, Nixon điện cho Kissinger không tán thành phương án 1, tuy đã chỉ thị cho Kissinger rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một hiệp định theo những đường lối của nguyên tắc ngày 8 tháng 10, đúng ra là 20 tháng 10. Nhưng hôm sau, ông ta vẫn điện cho Kissinger ngừng đàm phán một tuần lễ để tham khảo ý kiến chính phủ. Ông ta nói, tôi có thể sẵn sàng cho phép ném bom ồ ạt miền Bắc Việt Nam trong thời gian nghỉ ngơi đó. Richard Nixon hồi ký, trang 730-734. Trong đợt đàm phán lại đầu tháng 12 năm 1972, bắt đầu ngày 4, quan điểm hai bên vẫn còn xa nhau. Cuối cùng, ngày 4, Lê Đức Thọ nói rõ ràng, nếu các ông muốn giữ hiệp định như cũ thì chúng tôi cũng sẵn sàng giữ nguyên như cũ, không thay đổi một chữ. Nếu các ông không sửa một chữ nào thì chúng tôi cũng không sửa một chữ nào. Và ông Thọ còn rút đi nhiều điều quan trọng mà phía ta mới thêm vào. Kissinger thấy ý nghĩa của đề nghị phải chăng đó và xin hoãn phiên sau đến 6 để xin chỉ thị Tổng thống. Người ta không hiểu tại sao 12 giờ đêm ngày hôm đó ông ta lại đến gặp Đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn với vẻ nghiêm trọng, bực dọc, bi quan và nói, nếu thứ Tư 6 tháng 12 Bắc Việt vẫn giữ lập trường của họ thì buộc chúng tôi phải cắt đứt đàm phán. Trong dịp này, tự nhận đã thất bại trong đàm phán, Kissinger nêu vấn đề từ chức với Tổng thống. Ngày 5 tháng 12, Nixon cho Kissinger, tôi nhất quyết cho rằng chúng ta không được tự dồn mình vào góc
bằng cách nói rằng đây là đề nghị cuối cùng của chúng tôi hoặc đây là cuộc họp cuối cùng của chúng tôi. Hãy để một chỗ hở ở cửa cho các cuộc họp. Richard Nixon, hồi ký, trang 730-734. Giải thích thế nào về thái độ của Kissinger? Ông ta bi quan thật hay suy tính điều gì? Qua ngày 6 tháng 12, Lê Đức Thọ lại nhắc lại đề nghị, hai bên rút hết mọi đề nghị sửa đổi và trở lại hiệp định đã thỏa thuận. Nếu sửa thì chỉ sửa một số chi tiết không thuộc thực chất và nguyên tắc. Hai là hai bên đều sửa đổi, đã sửa đổi thì bên này sửa đổi lớn, bên kia cũng sửa đổi lớn. Bên này sửa nhỏ thì bên kia cũng sửa nhỏ, không thể chỉ một bên sửa một bên không sửa. Cứ như thế, sửa đi sửa lại mãi không thể hoàn thành được. Trong hai cách đó, phía Mỹ chọn cách nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Nhưng chúng tôi cho rằng cách tốt nhất là cơ bản giữ hiệp định. Đề nghị của Lê Đức Thọ làm cho không khí dịu hơn và dù cuộc tranh luận có lúc căng thẳng, khiến Lê Đức Thọ nhiều lúc huyết áp tăng, nhiều vấn đề tồn tại cũng đã được lần lần giải quyết. Đến ngày 12, chỉ còn hai vấn đề sẽ giải quyết bằng cách trao đổi công hàm, ký văn kiện và vấn đề khu phi quân sự. Hai bên còn thỏa thuận sáng 13 rằng nhóm chuyên viên sẽ rà soát văn bản hiệp định và tiếp tục bàn các hiểu biết và nghị định thư. Kissinger giới thiệu Potter, Sullivan, Aldrich. Lê Đức Thọ giới thiệu Nguyễn Cơ Thạch vào nhóm chuyên viên. Nhưng nhiều vấn đề Lê Đức Thọ và Kissinger tưởng đã giải quyết xong lại trở thành vấn đề tranh cãi trong nhóm chuyên viên rà soát văn bản. Thí dụ, bản tiếng Việt viết là Hội đồng Đôn đốc thi hành hiệp định và các nghị định thư kèm theo. Và chữ đôn đốc ở đây tương đương với các từ to direct, chỉ đạo, encourage, đề nghị, khuyến khích. Phía Việt Nam bác chữ đó, cuối cùng đồng ý chữ to promote, ta chấp nhận to promote, nhưng đòi bản tiếng Việt vẫn đề là đôn đốc. Phía Mỹ cũng không công nhận chữ đôn đốc trong bản tiếng Việt. Đến ngày 13, ngoài những vấn đề tồn tại trong văn bản, quan điểm hai bên trong các nghị định thư cũng xa nhau. Lê Đức Thọ và Kissinger thỏa thuận tạm ngừng các cuộc họp chính thức để hai bên về xin chỉ thị chính phủ mình và trao đổi công hàm. Lê Đức Thọ đề nghị và Kissinger đồng ý rằng trong thời gian đó, chuyên viên hai bên tiếp tục làm việc. Lê Đức Thọ nói cả đi cả về cũng mất 12 đến 15 ngày. Ngày 15 tháng 12, Lê Đức Thọ lên đường về nước qua Moscow và Bắc Kinh. Ngày 16, mặc dù tình hình không có gì mới và không có trao đổi gì với Lê Đức Thọ, khi đó còn ở Moscow, Kissinger họp báo và đổ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kéo dài đàm phán. Ngày 18, Lê Đức Thọ vừa từ sân bay Gia Lâm về tới nhà ở phố Nguyễn Cảnh Chân, trung tâm Hà Nội. Máy bay chiến lược B-52 ầm ầm dội bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác. Đây là một kế hoạch tập kích chiến lược đã được chuẩn bị sẵn sàng dưới cái tên Lightbucker 2. Nội dung của nó là thả mìn lại Hải Phòng, dùng B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Tư tưởng của các nhà lãnh đạo và tướng lĩnh Hoa Kỳ trước sau vẫn là dùng sức mạnh quân sự để ép đối phương. Từ ngày 14 tháng 12, sau cuộc trao đổi ý kiến với Henry Kissinger và tướng Head, Nixon đã ra lệnh ngày 17 thả mìn Hải Phòng, ngày 18 dùng B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Nixon nói với Đô đốc Moore, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân, điều may mắn của ông là được dùng một cách có hiệu quả sức mạnh quân sự của chúng ta để thắng cuộc chiến tranh này. Nếu ông không làm được việc đó, tôi sẽ coi ông là người chịu trách nhiệm. Richard Nixon, hồi ký, trang 1722. Nixon nhấn mạnh phải đánh, đánh ác liệt, nếu không coi như không làm gì. Dùng đòn mạnh nhất để thúc đẩy thương lượng, hay như Kissinger nói, tung con chủ bài cuối cùng. Không phải là vấn đề đơn giản,
Nếu nó không thành công, thì đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1973, Quốc hội Mỹ họp trở lại, thì có nguy cơ phái phản đối chiến tranh sẽ thông qua một nghị quyết cắt ngân sách cho việc tiếp tục chiến tranh. Đó là chưa kể cái giá chính trị phải trả ở trong và ngoài nước. Ít nhất, Nixon đã nói thật khi ông viết trong hồi ký: lệnh ném bom lại trước Noel là quyết định khó khăn nhất của tôi trong cuộc chiến tranh này, nhưng cũng là một trong những quyết định dứt khoát nhất và cần thiết nhất. Không nhất thiết, chú thích của tác giả. Richard Nixon, hồi ký, trang 730. Các cuộc ném bom vào Việt Nam ác liệt chưa từng thấy ở Việt Nam. Trong ngày 18 tháng 12, Hoa Kỳ đã sử dụng tới 129 máy bay B-52 đánh Bắc Việt Nam. Ngày 18, 98 B-52 đánh Hà Nội. Ngày 21, 30 B-52. Ngày 24, nghỉ để xem lại kế hoạch tấn công. Ngày 26, 116 B-52 ném bom các mục tiêu khu vực Hà Nội và Hải Phòng. Chỉ trong tuần đầu, từ 18 đến 24 tháng 12, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 46 máy bay Mỹ, trong đó có 17 máy bay B-52, 5 máy bay F-111 và bắt được nhiều phi công Mỹ. Dư luận, nhất là ở Mỹ, hiểu thế nào là những trận giải thảm bằng B-52, mỗi chiếc mang 30 tấn bom loại 500 và 700 cân Anh. Cho nên ở Mỹ cũng như trên thế giới, sự công phẫn nổ bùng lên. Phái diều hâu cổ vũ Nixon, nhưng đa số nghị sĩ quốc hội, trong đó một số là đảng viên Đảng Cộng Hòa, lên tiếng phản đối. Các tờ báo lớn phê phán cực kỳ mạnh mẽ. Hàng triệu người Mỹ cúi đầu vì xấu hổ và nghi ngờ sức khỏe tâm thần của Tổng thống của họ. Đây là một hành động khủng bố vô đạo, làm hoen ố uy danh nước Mỹ. Các cuộc ném bom này là kiểu chiến tranh nổi khùng. Tổng thống là một bạo chúa lên cơn điên, ném bom khủng bố nhân danh hòa bình. Jerry Gordon, điều phái viên của Liên minh Toàn quốc vì Hòa bình, tuyên bố trong một cuộc họp báo: một lần nữa, người ta đã lừa dối nhân dân Mỹ. Thay vì một nền hòa bình trong tầm tay là một cuộc chiến tranh tăng cường, thay vì chấm dứt tàn sát ở Việt Nam là sự leo thang. Không một đồng minh NATO nào ủng hộ Mỹ. Chính phủ Thụy Điển ví người Mỹ với những đức quốc xã. Richard Nixon, hồi ký, trang 737-738. Các chính phủ Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Hà Lan, Bỉ cũng phản đối việc ném bom lại. Phong trào càng phát triển mạnh trong các nước Á Phi trừ nước đồng minh của Mỹ. Nhưng nỗi lo nhất của Tổng thống Nixon là ở chỗ khác. Nỗi lo nhất của tôi trong cái tuần lễ đầu này không phải là làn sóng phê phán nổi lên ở trong nước cũng như ngoài nước như đã dự kiến, mà là sự tổn thất lớn về máy bay B-52. Richard Nixon, trang 737. Xin hiểu, kể cả số phi công bị bắt, những thứ không dễ thay thế như B-52, dư luận phương Tây gọi thắng lợi của Việt Nam trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là Điện Biên Phủ trên không. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố thắng lợi đó như sau: bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 B-52, 5 F-111, bắt 43 phi công, trong đó có 32 lái B-52. Sau khi phía Việt Nam nhận họp lại cấp chuyên viên ngày 2 tháng Giêng năm 1973 và cấp cố vấn ngày 8 tháng Giêng, ông Nixon coi đó là sự đầu hàng tuyệt vời của địch theo các điều kiện của ta. Ông có quyền tin và nói như thế để giải thích chính sách của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đúng lúc đợt B-52 đầu tiên kéo đến Hà Nội và Hải Phòng, và cũng là lúc cố vấn Lê Đức Thọ vừa mới từ sân bay về nhà, giờ Paris, là 14 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1972. Ông Võ Văn Sung, đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhận được công hàm của Mỹ đổ lỗi cho phía Việt Nam trì hoãn các cuộc thương lượng,
đồng thời đề nghị nối lại đàm phán bất cứ lúc nào sau ngày 26 tháng 12 năm 1972. Phía Việt Nam đã không trả lời tối hậu thư và chấp nhận sự thách thức quân sự của Mỹ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.